Xin chào mừng bạn đến với Sun Edu Việt Nam. Mặc dù mới bước chân vào thị trường giáo dục Việt Nam được 4 năm, nhưng Sun Edu đã có một quá trình trưởng thành rất dài tại quê hương Hàn Quốc của mình. Sun Edu là công ty con của công ty in ấn Doosan, được thành lập vào năm 1984, chuyên về thiết kế và đóng hộp. Tháng 5 năm 2013, Doosan đã hạ cánh tới Việt Nam, chuyên in ấn và cung cấp vỏ hộp điện thoại cho tập đoàn Samsung. Năm 2018, hệ thống giáo dục Sun Edu chính thức được triển khai. Tháng 5 năm 2018, Sun Edu Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty YBM, tập đoàn giáo dục hàng đầu của Hàn Quốc. Chương trình sử dụng bộ sách truyện chuyên biệt được cố vấn bởi giáo sư Robert Antos của Đại học Harvard. Giáo trình độc quyền được chuyển giao từ YBM. Học cụ thông minh đồng hành cùng bé học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Đây là một chương trình giáo dục đã minh chứng được tính hiệu quả trong hơn 30 năm tại Hàn Quốc và thu hút hơn 6 triệu trẻ em theo học mỗi tháng. Và không có lý do gì để Việt Nam không làm được điều đó. Trong hơn 4 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, chương trình học của Sun Edu đã có hàng ngàn học viên theo học với niềm say mê và hứng khởi. Hãy cùng Sun Edu thực hiện sứ mệnh tiên phong giáo dục, đưa tiếng Anh đến hàng triệu trẻ em Việt. Sunedu Beyond Learning